Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của shop Báo Hồng Audio. Hôm nay em có một cái sản phẩm chất lượng tốt và giá thành rất hợp lý so với thị trường, so với những cái chiếc đầu CD cùng model khác ở trên thị trường, thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm có chất lượng rất là tốt và phần giá thành rất là ổn áp luôn. Nếu như anh em nào chơi đồ cũ hiểu rằng không cần phải hình thức xuất sắc như mới, thì đây là một lựa chọn rất tốt để cái khoản tiền dư ra chúng ta có thể nâng cấp về dây dợ, nâng cấp cho các thiết bị khác ở trong bộ dàn của chúng ta. Thì đó là chiếc đầu CD Tech 25X. Đây là một cái model rất là hay rồi, được rất nhiều anh em chơi. Em nghĩ chắc rằng rất nhiều anh em chơi không xa lạ gì với chiếc đầu CD này. Hầu như ai chơi audio thì cũng nghe đến hoặc là cũng muốn sở hữu chiếc đầu này, hoặc là đã từng sở hữu rồi. Thì chất âm của chiếc đầu này thì em không giới thiệu nhiều nữa, bởi vì em có nhiều clip test và nhiều cái clip giới thiệu về chiếc đầu này rồi. Thì hôm nay em sẽ nói đến cái điểm đặc biệt. Đầu tiên là về chất lượng, thứ hai là về phần giá rất là ổn áp. Chất âm thì không phải bàn cãi rồi, Tech thì luôn có chất âm bóc tách chi tiết và các giải rất cân bằng, đặc biệt là chơi được đa dạng các dòng nhạc, và một phần nữa là hình thức rất là đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc đầu CD Tech 25 này thì chúng ta có thể sử dụng làm như một chiếc đác dài độc lập để chúng ta sử dụng chơi các cái dòng nhạc số từ TV hoặc từ các cái nguồn phát nhạc số khác ra để chúng ta chơi. Thì thiết bị đầu CD Tech 25X này có tính năng như là một chiếc giải mã độc lập vậy. Với các tính năng cũng như là chất âm của chiếc đầu CD Tech 25X Gold này thì em không bán thêm nữa, mà điều đáng nói hôm nay là một mức giá rất hợp lý cho anh em chơi, để chúng ta tiền dư đó chúng ta đầu tư vào những cái thiết bị khác, ví dụ như dây dẫn hoặc loa hoặc lâm ly cho nó hiệu quả. Đây, chiếc đầu này thì em sẽ test qua cho anh em xem. Đầu tiên em sẽ test trước đã. Gồm có điều khiển zin anh em nhé. Điều khiển zin, dây nguồn. Và bên em sẽ test thử. Đầu tiên em thì chuyên dùng những chiếc đĩa copy thôi. Những chiếc đĩa copy mà chạy tốt thì những đĩa ngon sẽ chắc chắn sẽ ngon. Đây, em này thì đọc bài rất tốt luôn, mắt thì nhạy, mặt mạnh, đọc tốt, không kén đĩa và làm giải mã rất hay. Giải mã của em này thì hầu như anh em nào đã nghe thì cũng đều thích cái chất giải mã của em này ạ. Chuyển bài nhận rất nhanh luôn, bài cuối cùng luôn, anh em thấy không ạ, đọc rất tốt đúng không ạ. Đây, em sẽ thử một cái đĩa khác nhá, một cái đĩa này đi, đĩa xịn hơn đi. Đĩa copy anh em nhé, đĩa 30.000 thôi, đọc rất tốt rồi. Đây, đĩa xịn thì thử xem nó như thế nào. Ồ, rất nhanh luôn. Mắt của em này thì em bao rồi, rất là đọc rất tốt luôn. Mắt này em chắc chắn với anh em là đọc rất tốt luôn. 76 nhá.
ruột gan. Ruột gan của em này thì rất là gấu luôn. Đẹp, xuất sắc, ruột gan không điểm chê luôn. Không có từ nào để chê nữa luôn. Riêng về phần ruột gan của em này. Rồi, xin mời anh em cùng vào xem. Đó, các cái mạch cũng như là tất cả chi tiết đều nguyên zin, nguyên bản hết anh em nhé. Em bảo đảm bảo hành nguyên bản luôn. Tất cả mọi chi tiết đều nguyên bản. Cơ cáp rồi nguồn, mọi chi tiết đều nguyên hết zin hết luôn nhé anh em nhé. Đây, bây giờ em sẽ nói vào vấn đề chính đây. Máy đẹp xuất sắc, đọc nhanh, đọc tốt, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đác các kiểu là ok hết luôn. Bây giờ thì là vấn đề chính. Bình thường em Tech 25X này trên thị trường mà đầy đủ đồ đẹp thì giá dao động khoảng tầm trên 26 triệu rưỡi tầm đấy. Thì em này em bán mức giá là 24 triệu 500, rẻ hơn 2 triệu. Tại sao lại vậy? Vì em này là không đẹp xuất sắc, em này hoa khôi thôi, em này không được gọi là hoa hậu, cho nên có mức giá là rẻ hơn 2 triệu, rất là tốt đúng không ạ? Chúng ta chơi. Thực ra để mà nhìn sơ qua này thì anh em nhìn qua camera mà nhìn như ở cái góc này thì em chắc chắn là sẽ không bao giờ nhìn thấy. Và chúng ta nhìn hơi gần vào như này. Đó, ra vậy lật hẳn lên. Đó, anh em thấy gì không ạ? Vẫn chưa thấy gì đúng không ạ? Bởi vì nhìn như này sẽ khó thấy lắm. Đó, nhìn nghiêng này sẽ hơi thấy này. Em này thì là em hoa khôi, mèo cào. Đây có một vết nhỏ đây. Rất nhỏ thôi. Chúng ta phải nhìn thật sát vào và nhìn đúng góc thì mới thấy được. Đây, một vết như sợi tóc, nhỏ hơn cả sợi tóc trắng luôn. Đây, một vết rất nhỏ nữa. Thì bởi vì là nó hoa khôi cho nên là có cái mức giá rất là hợp lý. Anh em ở đây hợp lý không ạ? Đây, chấm nhỏ xíu. Nói chung là cái này chúng ta nhìn thật gần, thật sát vào thì mới thấy. Chứ còn nhìn bình thường mà bày ra như thế này thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy cả. Với mức giá rất hợp lý là 24 triệu rưỡi. Anh em nào có nhu cầu chơi về chất lượng hơn là hình thức thì em nghĩ đây là một lựa chọn rất hợp lý. 24 triệu rưỡi cho một chiếc đầu 2 trong 1, vừa đầu CD và vừa có thể làm giải mã, thì như vậy chúng ta có thể sử dụng được các nguồn, tận dụng chơi được những các nguồn nhạc số. Đương nhiên chất lượng sẽ không bằng được CD nhưng sẽ tiện dụng nếu như anh em nào muốn tiện lợi. Trên đây là chiếc đầu CD Tech 25X có giá rất tốt so với thị trường. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Bao Hùng theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.